chào mọi người, mình là Linh. Chia sẻ nhanh với mọi người, trước khi chúng ta bắt đầu video ngày hôm nay thì mình đã thi IELTS 6 lần rồi. Lần đầu tiên mình thi IELTS là vào năm 2013. Lúc đó thì mình hoàn toàn tự học và tự tìm hiểu về kỳ thi IELTS. Và kết quả thi của mình là 7.5 listening, 9.0 reading, 5.5 writing và 7.5 speaking. Lần thi gần đây nhất của mình là vào năm 2020. Kết quả thi lần này của mình là 9.0 listening, 9.0 reading, 7.0 writing và 7.5 speaking. Thì như mọi người có thể thấy là với hai kỹ năng đầu ra là speaking và writing thì điểm số 7.0 không phải là một band điểm cao. Tuy nhiên là mình đã có đủ lượng từ vựng để có thể diễn đạt bất cứ ý tưởng nào mà mình muốn bằng tiếng Anh, cho dù là dưới dạng nói hay là dưới dạng viết. Ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người cách mình đã làm như thế nào để có thể xây dựng được vốn từ vựng đủ đó. Trước đây thì mình đã từng chia sẻ với mọi người cách mình đi tìm nguồn ngữ liệu và cách mình khai thác các ngữ liệu đó để có thể tổng hợp thành từ vựng để sử dụng dần. Ngày hôm nay thì mình muốn đi sâu vào việc là khi mà chúng ta đã có ý tưởng thì làm thế nào để tìm được các từ vựng phù hợp với các ý tưởng và cách diễn đạt đó. Cho nên video này sẽ phù hợp với các bạn mà một là đã có kiến thức ngữ pháp cơ bản rất là vững chắc và mọi người đã có thể viết ra được một câu hoàn chỉnh và thậm chí là có thể viết được một bài luận tương đối dài rồi. Hai là các bạn đã nắm được kết cấu cơ bản của một bài luận IELTS. Và khi mà mọi người đã nắm được hai điều này thì nhiệm vụ của video ngày hôm nay là sẽ giúp mọi người đi tìm nguyên liệu để đắp vào phần khung xương của một bài luận mà mọi người đã có và biến chúng thành một bài luận hoàn chỉnh. Mình thấy là đã có nhiều video bàn về từ vựng writing rồi, nhưng mà dường như là chưa có video nào bàn ở góc độ mà Linh sẽ tiếp cận ở video này. Vậy nên mọi người hãy xem thử những gì mà Linh sắp chia sẻ và cho mình biết là mọi người nghĩ như thế nào nha. Nào, chúng ta cùng bắt đầu video ngày hôm nay thôi. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện bước đầu tiên, đó là đọc thật kỹ đề bài và đặt câu hỏi kiểm tra bản thân. Chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là về thực phẩm biến đổi gen. Linh sẽ sử dụng một đề bài Writing Task 2 ngẫu nhiên thuộc chủ đề này để chúng ta cùng phân tích và làm ví dụ nhé. Ở đề bài này thì rất dễ để nhận ra đối tượng mà chúng ta cần bàn đến là Genetically Modified Food. Và với một bài luận Writing Task 2 của IELTS thì chúng ta cần tìm cách để có thể paraphrase được cụm từ này thay vì là dùng cách diễn đạt của câu hỏi. Đây là dạng câu hỏi Advantages và Disadvantages, hay còn gọi là dạng câu hỏi pros and cons, mà chúng ta sẽ phải bàn về ưu điểm và nhược điểm của một vấn đề cụ thể. Nên tất nhiên là chúng mình cần các từ vựng về lợi ích và hiểm họa của thực phẩm biến đổi gen rồi. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ cần các cách diễn đạt phù hợp với một bài nghị luận dạng pros and cons nữa. Tóm lại, thông thường với một bài luận bất kỳ, chúng ta sẽ cần 3 nhóm từ vựng. Một là để paraphrase thông tin có sẵn trong đề bài. Hai là để truyền tải các ý kiến của chúng ta xoay quanh chủ đề đang bàn luận. Và hai nhóm này thì tùy thuộc vào các chủ đề khác nhau sẽ thay đổi tương ứng. Còn nhóm thứ ba là cách diễn đạt phù hợp với các dạng câu hỏi và phục vụ việc đưa ra ý kiến và quan điểm cá nhân. Nếu khi đọc một đề bài bất kỳ mà các bạn đã có kha khá các từ vựng ở cả ba nhóm này rồi thì bạn có thể tiến hành lập dàn ý bằng tiếng Anh và thậm chí là viết luôn. Còn nếu bạn nhận ra là bản thân mình chưa có nhiều từ vựng theo chủ đề lắm thì video này chính là cách mà Linh giải quyết trạng thái chưa biết đấy. Bước tiếp theo chúng ta cần làm là thử thách kiến thức nền của bản thân. Mặc dù bài thi viết của IELTS thì không phải là một bài kiểm tra trí tuệ hay là kiểm tra kiến thức khoa học, nhưng những ý kiến mà chúng ta đưa ra trong bài viết thì vẫn cần một sự hợp lý và có cơ sở nhất định. Vậy nên, việc tìm hiểu thêm để có các lập luận và dẫn chứng bảo vệ ý kiến cá nhân là điều cần thiết. Nếu mà không phải là dạng câu hỏi pros and cons mà là các đề khác, ví dụ, hoặc một đề bài về công nghệ biến đổi gen nói chung chẳng hạn, thì chúng ta vẫn nên có những hiểu biết nhất định về chủ đề thực phẩm biến đổi gen. Những hiểu biết này không cần quá chuyên sâu, mà chỉ cần là các thường thức về chủ đề là được. Mọi người có thể dừng video lại và thử nháp ra giấy những gì mọi người biết về chủ đề thực phẩm biến đổi gen nhé. Vì thời lượng video có hạn nên Linh sẽ chia sẻ với mọi người các ý tưởng mà học sinh của mình đã thảo luận và liệt kê ra. Về các lợi ích của thực phẩm biến đổi gen thì các bạn ấy có các ý tưởng như sau. Một là tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, dẫn đến việc là tăng sản lượng và giải quyết được vấn đề thực phẩm. Hai là giảm chi phí trồng trọt, bởi vì là không cần quá nhiều thuốc trừ sâu và giảm được cả chi phí bảo quản nữa. Và ba là tăng được hương vị. Còn về rủi ro và nhược điểm thì các bạn ấy nghĩ ra, một là tác động đến môi trường khi mà phần gen được biến đổi thoát ra ngoài môi trường xung quanh và khiến cho côn trùng và cỏ dại xung quanh kháng thuốc.
Hai là quá trình can thiệp và biến đổi bộ gen di truyền thì có thể ảnh hưởng đến các gen tốt vốn có và tạo ra các phản ứng xấu không mong muốn, ví dụ như là tạo ra độc tố hoặc là tạo ra phản ứng dị ứng ở người tiêu dùng. Và ba là có thể tăng chi phí đầu vào khi mua hạt giống và không có lợi cho người nông dân. Và như mọi người có thể thấy thì những ý tưởng này mặc dù chưa được trau chuốt nhưng mà đã đủ đa dạng cho một bài luận IELTS rồi. Nhân đây, Linh thấy cũng cần làm rõ luôn là bài luận IELTS Task 2 không phải là một báo cáo khoa học. Khi đi thi thì mọi người chỉ có 40 phút để hoàn thành phần bài này và tất nhiên là sẽ không có công cụ để tra cứu dẫn chứng hay là số liệu gì hết. Nói cách khác, phần chuẩn bị về ý tưởng và từ vựng như chúng ta đang làm chỉ có thể thực hiện khi luyện tập ở nhà. Nhưng kể cả khi có thời gian chuẩn bị thì chúng ta cũng không thể trông mong là sẽ tìm ra kết luận nào quá vững chắc được, vì ngay cả các chuyên gia vẫn còn đang tranh cãi về những vấn đề này cơ mà. Hơn nữa, bài thi IELTS lại chú trọng đánh giá việc mọi người sử dụng tiếng Anh như thế nào để trình bày lập luận của bản thân một cách hợp lý và mạch lạc, chứ không có tiêu chí chấm điểm dành cho mục dữ liệu chính xác. Như mọi người có thể thấy thì các ý mà các bạn học sinh của Linh thảo luận ra vẫn có điểm chưa được thỏa đáng. Nhưng sau khi tiếp xúc thêm các nguồn thông tin thì các bạn ấy sẽ định hình được là ý nào dễ triển khai, dễ củng cố bằng dẫn chứng. Và ý nào nên để lại và đọc thêm, sau này thì có thể sử dụng cho một đề bài khác. Nói cách khác, trải nghiệm luyện tập này chỉ củng cố về mặt từ vựng và mặt lập luận cho các bạn ấy, chứ không thể cung cấp kiến thức chính xác và toàn diện về thực phẩm biến đổi gen được. Linh nghĩ là một trong những lý do mà chúng ta chậm tiến bộ khi tự luyện viết là phụ thuộc quá nhiều vào ý tưởng và các danh sách từ vựng có sẵn. Vậy nên, trước khi bạn tra cứu từ vựng bằng tiếng Anh, hãy thử sức diễn đạt các ý tưởng của mình bằng vốn từ vựng sẵn có. Chỗ nào chưa biết hoặc là chưa chắc chắn thì chúng mình sẽ để trống ra, và chỗ nào mình đã biết thì chúng mình hãy mạnh dạn ghi vào. Challenge accepted. Ví dụ, các bạn hãy tự hỏi bản thân là bạn đã biết cách để paraphrase khái niệm thực phẩm biến đổi gen chưa? Khi nhắc đến thay đổi thì ngoài động từ modify, các bạn còn biết các động từ nào khác nữa? Chắc là phản xạ đầu tiên của nhiều bạn sẽ là change, phải không? Tăng hương vị, chúng mình cứ ghi tạm là improve flavors, cải thiện hương vị nhé. Sâu bệnh là pests and diseases này. Bạn nào quen với các bài reading IELTS thì sẽ nhớ ngay ha. Thế có khả năng chống chịu sâu bệnh thì tiếng Anh sẽ nói như thế nào? Linh biết đấy, nhưng mà chúng mình cứ giả vờ như là chưa biết để lát đi tìm nhé. Giải quyết vấn đề lương thực thì là solve food problems hay là food crisis nhỉ? Còn giảm chi phí thì đơn giản là reduce costs. Và cứ như vậy, chúng mình sẽ điền nốt các cách diễn đạt mà mình biết vào đây. Quan điểm của Linh là ngôn ngữ là một công cụ phục vụ cho giao tiếp. Nếu mà chúng ta chưa suy nghĩ mà đã sử dụng các ý tưởng và các cụm từ cho sẵn của người khác thì những gì chúng ta nói và viết ra là của người ta. Ngược lại, nếu chúng ta tự hỏi trước rồi sau đó mới đi tìm cách diễn đạt đúng và phù hợp ở ngôn ngữ mục tiêu thì ý tưởng mà chúng ta nói ra vẫn là ý tưởng của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta hãy bắt tay vào đi tìm từ vựng thôi. Nguồn ngữ liệu mà chúng mình sẽ khai thác có thể là các video trên YouTube, cũng có thể là các bài báo trên các website chính thống. Phương pháp để lọc những nguồn ngữ liệu này thì Linh đã nói rất là kỹ trong video nguồn từ vựng vô tận rồi. Mọi người nhớ xem video đó sau khi video này kết thúc nhé. Nói một cách ngắn gọn thì nếu ngữ liệu là video thì thích nhất là chúng ta tìm được các nguồn có tốc độ nói vừa phải, cách phát âm rõ ràng, dễ nghe và đặc biệt là có phụ đề để dễ theo dõi nữa. Ví dụ như là video này. Genetic engineering adds or changes genes in a plant to produce desired qualities. Hoặc GM crops are plants grown for food whose genes have been altered using genetic engineering. Và như mọi người có thể thấy thì chỉ mới xem vài giây đầu tiên mà chúng ta đã nhặt được các động từ để phục vụ cho việc paraphrase cụm genetically modified crops rồi. Ở đây thì có động từ alter, có nghĩa là thay đổi, chính là từ đồng nghĩa với động từ change chúng ta quen dùng này. Còn nếu là nguồn bài viết thì mọi người lưu ý tìm các bài viết đến từ các trang chính thống, các tổ chức quốc tế hoặc là các tờ báo uy tín. Ví dụ như là trên trang thông tin của WHO thì có cực kỳ đầy đủ thông tin về thực phẩm biến đổi gen. Chỉ cần click vào mục mà các bạn quan tâm là sẽ có siêu nhiều từ vựng để chúng mình khai thác. Lưu ý là khi nhặt từ thì chúng ta sẽ không dùng hết các thuật ngữ chuyên ngành, mà chỉ lấy những gì chúng ta cần thôi. Ví dụ như là cụm genetic engineering này đây, chúng ta có thể dùng để thay đổi cho genetic modification, mà bản thân từ engineer hoặc là engineering lại rất dễ nhớ.
Còn về các luận cứu khác ở trong bài thì sao? Linh có tìm thấy bài báo này, trong đó có liệt kê rất nhiều benefits và drawbacks của GMOs. Bây giờ thì mọi người hãy cùng Linh nhặt các cách diễn đạt mà chúng ta cần nhé. Disease and drought resistant plants là cây chống chịu sâu bệnh và chống chịu hạn hán này. Lúc nãy thì chúng ta đang để chống từ chống chịu đúng không? Và bây giờ thì chúng mình có thể nhặt được từ resistant rất là nhanh. Ở trong bài báo này thì từ resistant đang ở dưới dạng tính từ và khi ghép cùng với một danh từ ở đằng trước nó thì sẽ tạo ra tính chất của cây. Còn nếu chúng ta muốn diễn đạt thành dạng danh từ thì sẽ là resistance to pests and diseases. Đây cũng là lý do mình nói là phương pháp nhặt từ chủ động này sẽ phù hợp với các bạn đã vững ngữ pháp rồi. Bởi vì chỉ khi có khả năng hiểu ngữ liệu và phân biệt được các thành phần ngữ pháp thì chúng ta mới có thể nhặt được các cách diễn đạt vừa đúng ngữ nghĩa, vừa đúng loại từ mà mình cần. Mà mọi người có để ý thấy ưu điểm của việc mình có sẵn các ý và mình đi tìm cách diễn đạt cho các ý đó không? Bởi vì mình đã lập sẵn dàn ý và nhóm những nội dung liên quan thành một ý lớn hơn rồi, nên khi viết bài thì chúng mình sẽ không bị dàn trải và lộn xộn như là chỉ liệt kê một cách thuần túy giống như bài báo này nữa. Và Linh tin là nếu mà chúng ta chủ động đi tìm từ vựng và cách diễn đạt để có thể phù hợp với những gì mà chúng ta muốn truyền tải thì mình sẽ nhớ lâu hơn rất là nhiều và việc học sẽ trở nên có ý nghĩa và chủ động hơn. Sau khi đã gom đủ nguyên liệu viết bài thì việc còn lại của chúng ta là thật sự bắt tay vào viết. Và khi viết xong rồi thì chúng ta cần dành thời gian để đọc lại và biên tập chỉnh sửa các lỗi sai. Sau khi đã hoàn thành việc chủ động đi tìm từ vựng và chủ động sử dụng từ vựng trong bài viết, theo Linh chúng ta nên làm thêm một bước cuối cùng, đó là sơ đồ hóa những từ vựng và cách diễn đạt này. Đây là ý kiến cá nhân nhưng mà Linh rất là thích có một bản tổng hợp như thế này. Sau này khi mình tìm thêm được các video thú vị và hay ho khác thì việc bổ sung ý tưởng và từ vựng vào sơ đồ rất là dễ dàng, bởi vì sơ đồ này do mình tổng hợp ra nên là mình biết ý nào nằm ở đâu. Và Linh nghĩ là nếu mà chúng mình tự tổng hợp từ vựng thì chúng mình sẽ nhớ lâu hơn rất là nhiều. Còn việc chúng ta nhìn các sơ đồ hoặc là các bản chép tay từ vựng được trình bày gọn gàng, đẹp đẽ ở trên mạng ấy thì thật ra không có quá nhiều ý nghĩa đối với việc hỗ trợ chúng ta ghi nhớ. Linh rất hy vọng là video này sẽ bổ ích với các bạn đang tự học tiếng Anh hoặc là tự chuẩn bị cho một kỳ thi, ví dụ như là kỳ thi IELTS. Và nếu mọi người cảm thấy video này thú vị thì mọi người có thể cân nhắc like video hoặc là subscribe kênh của Linh nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay và hẹn gặp lại mọi người trong video lần sau. Bye!